Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Khám Phá. Các bạn thân mến, đại bàng là một loài chim săn mồi không có đối thủ trên không trung. Với sải cánh dang rộng, móng vuốt sắc nhọn cùng với khả năng quan sát tuyệt vời, chúng được coi là một nỗi khiếp sợ của rất nhiều loài động vật. Và trong video ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ khiến bạn phải kinh ngạc khi mà được tận mắt chứng kiến những pha săn mồi kinh điển của chúa tể bầu trời đấy. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trận đấu đầu tiên, đại bàng săn cá khổng lồ. Một video đang lan truyền rộng rãi cho thấy một con chim bay vút qua bãi biển đông người với một con cá khổng lồ trong móng vuốt của nó đã gây kinh ngạc. Các nhân chứng ở bãi biển cho biết, con mồi to lớn được nhìn thấy đang giãy quằn quại nhằm cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con đại bàng, giữa sự choáng váng của người dân đang chứng kiến một khoảnh khắc có một không hai lướt qua đầu họ. Theo Metro, đoạn video được quay lại trên bãi biển Metro, bang Nam Carolina, Mỹ, được chia sẻ trên tài khoản Twitter mang tên Tracking Shack, ngay lập tức đã gây ra cuộc tranh luận nảy lửa trên các mạng xã hội về thực hư của sinh vật biển biết bay này là con gì. Trong khi đa số người cho rằng con vật xấu số là một con cá nhám góc, là một loài cá mập nhỏ, thì những người còn lại khẳng định nó là con cá ngừ California hoặc cá mòi đường hay cá ngừ xanh. Một số người lại nói hình dạng đuôi của nó đã khiến họ nghĩ rằng đó là một con cá thu. Ở chiều tranh luận khác, trong khi một số người nghĩ rằng con chim dữ dằn này có thể là một con chim ưng biển chuyên săn cá, thì nhiều người khác lại nói đó là loài diều hâu nước và kèn kèn cổ khoang. Thậm chí nhiều tài khoản còn ví đùa chúng nó như một loài bò sát đã tuyệt chủng sống lại. Một người nói, chắc chắn nó là một con chim ưng mới có sức mạnh phi thường như vậy để nhấc nổi một con cá lớn lên khỏi mặt nước. Dù là chim ưng hay đại bàng thì phải công nhận nó có kích thước khổng lồ và cực kỳ khỏe để có thể nhấc bổng một con cá lớn như vậy lên không trung. Và để rõ hơn sức mạnh cặp móng vuốt và sự liều lĩnh của đại bàng, mời các bạn cùng theo dõi pha săn mồi tiếp theo nhé! Pha săn mồi thứ hai, đại bàng ngâm mình dưới nước bắt cá khủng lên bờ. Đoạn video đăng tải trên YouTube, tác giả Yoel Jimenez nhận về 4 triệu lượt xem. Video này đã ghi lại được khoảnh khắc vô cùng hiếm gặp là một con đại bàng bắt cá chép. Con đại bàng đứng trên mép nước, sau đó nhảy thẳng xuống nước, dùng móng vuốt để bắt cá. Nó giang sải cánh dài hàng mét của mình ra đập liên tục trên mặt nước để giữ thăng bằng. Tốn sức một lúc lâu, nó khiến Jimenez ngỡ ngàng khi mang một con cá chép khủng lên khỏi mặt nước. Vào khoảnh khắc ấy, Jimenez biết rằng anh ta đã quay được một clip vô cùng quý hiếm. Đại bàng được mệnh danh là bá chủ bầu trời, sở hữu cú bổ nhào với vận tốc lên tới 240 km/h. Gần như không một con mồi nào trên mặt đất có thể thoát khỏi móng vuốt của nó, và đó cũng là phong cách săn mồi làm nên tên tuổi của đại bàng. Những con đại bàng trong đoạn clip này săn mồi theo một cách vô cùng khác biệt. Nó rình rập bên mép nước, sau đó nhảy cả người xuống nước để bắt cá. Cảnh tượng khó tin này thực sự đã xảy ra trong khung hình của Jimenez. Thứ ba, đại bàng vàng đại chiến chó sói. Một con đại bàng vàng một mình chống lại cả bầy sói để giành quyền kiểm soát một cái xác, cũng là miếng mồi ngon của cả hai loài. Trong một thước phim mà các sinh viên của Học viện Truyền thông MAPS thực hiện, một con đại bàng vàng hùng dũng chống lại cả bầy sói để giành quyền kiểm soát bữa ăn. Cảnh tượng này đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dùng YouTube. Được biết, Học viện Truyền thông MAPS là một phòng thí nghiệm truyền thông hiện đại chuyên đào tạo miễn phí cho học sinh, sinh viên Montana. Đại bàng vàng là một trong những loài chim săn mồi nổi tiếng ở Bắc Bán Cầu. Những con chim này có màu nâu sẫm và màu vàng nhạt trên toàn bộ lông. Những con đại bàng vàng sử dụng sự nhanh nhẹn, tốc độ kết hợp với đôi chân mạnh mẽ với những chiếc móng khổng lồ, sắc bén để tóm lấy nhiều con mồi, chủ yếu là thỏ rừng và những con sóc đất khác. Đại bàng vàng hoạt động trên vùng lãnh thổ tương đối rộng, khoảng 200 km². Những con đại bàng vàng chưa trưởng thành thường tìm kiếm và thiết lập lãnh thổ cho riêng mình sau khi đi lang thang vài tháng. Thông thường thì chúng sẽ hoạt động trên vùng lãnh thổ do chính mình thiết lập trong khoảng 4-5 năm. Thứ tư, đại bàng khủng bắt sống dê núi Bắc Mỹ. Một đàn dê núi bản địa đang lang thang ở vùng núi khu vực Bắc Mỹ để kiếm ăn và nghỉ ngơi. Cả dê trưởng thành và những con dê con đều nhờn nhơ thong thả trên vùng đất bản địa mà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập ở trên đầu. Một con đại bàng đầu trắng đã thăm dò đàn dê từ rất lâu, nó phát hiện ra những con non trong đàn. Có lúc nó còn sa xuống rất gần những con dê non, dường như để đo đạc kích thước xem liệu rằng nó có thể tha con mồi đi được hay không. Sau cùng thì con này bàng đầu trắng lao xuống vồ lấy một con dê con, tha đi trước sự ngỡ ngàng của cả bầy dê núi Bắc Mỹ. Dê núi Bắc Mỹ là một loài động vật hữu nhũ lớn, có móng guốc đặc hữu tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, đại bàng đầu trắng là một loài chim săn mồi hàng đầu tại Bắc Mỹ. Đây là loài chim quốc gia và biểu tượng của Hoa Kỳ. Loài đại bàng biển này có hai phân loài được biết tới và hình thành một cặp loài với đại bàng đuôi trắng. Thứ 5. Đàn quạ dũng cảm đối mặt với đại bàng khổng lồ. Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Iwan Wilson đã ghi lại những khoảnh khắc một nhóm quạ tấn công một con chim đại bàng có kích thước lớn hơn chúng. Những con quạ bao quanh kẻ xâm nhập và bắt đầu tấn công tới tấp. Bầy quạ luôn cố gắng di chuyển vì con đại bàng khổng lồ có thể thực hiện một đòn phản công chí mạng. Những con quạ biết rằng nếu chúng đối mặt với kẻ địch mạnh trong cuộc chiến 1 chọi 1 thì có rất nhiều bất lợi, nhưng bằng cách hợp tác nhiều thành viên với nhau, chúng có lợi thế. Từng con quạ lao và tấn công con đại bàng, trong khi những con khác bao vây kẻ săn mồi với một đội hình có tổ chức đáng kinh ngạc. Trận chiến trên không kéo dài khoảng 30 phút. Con chim săn mồi sớm nhận ra rằng mình đã mất đi lợi thế và bắt đầu rút lui. Với sự kết hợp của lòng dũng cảm và trí thông minh, những con chim thông minh có thể đánh bại một kẻ săn mồi có kích thước gần gấp đôi. Chim quạ gồm một chi với khoảng 46 loài có kích thước khác nhau. Một số loài trong chi này có trí thông minh cao. Một con quạ mỏ nhỏ từng được ghi nhận là biết đập vỡ hạt bằng cách đặt nó trên lối đi bộ ngang qua đường để cho ô tô đi qua làm vỡ vỏ. Sau đó thì chúng chờ cho tới khi đèn báo giao thông chuyển sang đỏ rồi thu lấy nhân hạt một cách an toàn. Lợn rừng lạc mẹ gặp phải đại bàng và cái kết. Một phút lơ là không để mắt tới đàn con của lợn mẹ đã phải trả bằng một cái giá rất đắt. Nhận thấy sự vắng mặt của lợn rừng mẹ, một con đại bàng Metro đã nhanh chóng sa xuống tấn công và giết chết một con lợn rừng con. Con đại bàng này sau đó đã tha con mồi vào bụi rậm và thưởng thức bữa ăn của mình. Đại bàng Metro là loài đại bàng săn mồi có kích thước lớn nhất tại châu Phi, tương đương đại bàng châu Phi. Nó sở hữu chiều dài từ 78 tới 96 cm, sải cánh dài 188 tới 260 cm. Ngoài ra thì chúng cũng có thể nặng từ 3 tới 6 kg. Đây cũng là một trong những loài chim ăn thịt mạnh mẽ nhất thế giới và hầu như không có kẻ thù nào trong tự nhiên. Loài đại bàng này có thể săn và ăn thịt nhiều loài động vật khác nhau, từ các loài chim, các loài bò sát, kể cả rắn độc và chăn đá châu Phi kích thước lớn, hay thậm chí là các loài động vật có vú. Chúng mình là Hóng Khám Phá, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ chúng mình nhé! Sau đó, hãy nhớ nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới và hữu ích nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!